Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng nghẹn ngào định khóc trước mặt Tập Cận Bình với ý đồ bẩn thỉu gì. Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội tại Trung Quốc chia sẻ một clip video dài 1 phút 28 giây trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do với tiêu đề "Phát biểu của ông Trọng bị lược mất, tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Phần đầu của clip này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn trước ông Tập Cận Bình. Ông Trọng đã nghẹn ngào xúc động, gần như bật khóc khi nói rằng: "Đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì đã già rồi, rất muốn gửi gắm, trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Một điều đáng quan tâm đó là những thông tin và hình ảnh đó được truyền thông nhà nước Việt Nam cập nhật và đưa tin trong các bản tin liên quan đến chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Video clip phát biểu của ông Trọng bị lược cắt mất dòng chữ "Tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Học giả giả Trương Nhân Tuấn từ Paris trên trang Facebook cá nhân trong một status với tiêu đề "Vì sao Tổng Bí thư lại xúc động lúc đọc diễn văn trước Tập Cận Bình" đã đưa ra các ý kiến bình luận đáng chú ý. Ông Tuấn cho rằng coi video clip trên đài tiếng nói FA thấy Tổng Bí thư Trọng có vẻ xúc động mạnh khi đọc diễn văn trước ông Tập Cận Bình. Với giọng gần như muốn khóc, ông nói: "Tôi già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Ông Trương Nhân Tuấn nhận xét: "Thật là ngạc nhiên, vấn đề chuyển giao quyền lực là chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta chỉ nói chuyện này trong đảng với nhau, giữa các đảng viên có thẩm quyền. Ông Trọng thì lại bộc lộ trước một quốc khách là Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, như lời tâm sự giữa hai đồng chí anh em cực kỳ tin cậy." Học giả Trương Nhân Tuấn đặt một câu hỏi rất đáng quan tâm: vì sao ông Trọng lại xúc động muốn khóc khi nói về việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ? Đánh giá về kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, một kỳ hội nghị Trung ương với nội dung rất quan trọng, đó là bàn về công tác nhân sự cho đại hội khóa 14, dự kiến sẽ khai mạc vào đầu năm 2026, theo giới quan sát. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên trải qua một kỳ họp Trung ương giữa kỳ không xuôi trèo, mát mái. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Cụ thể, các vấn đề nhân sự quan trọng nhất được ông Trọng đưa ra tại hội nghị này đó là: thứ nhất là bổ sung 2 ghế Ủy viên Bộ Chính trị bị trống của Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh bất thành, ý định đưa Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị cũng thất bại. Thứ hai là kế hoạch đẩy Bộ trưởng Tô Lâm khỏi Bộ Công an để đàn em thân tín là Phan Đình Trạc chám chỗ cũng không xong. Thứ ba là kế hoạch tiêu diệt Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thất bại, chỉ chạm được có Nguyễn Văn Đọc, tay chân thân tín của Thủ tướng Chính thời kỳ ở Quảng Ninh. Một vấn đề nhân sự duy nhất ông Trọng thành công đó là việc hội nghị đã thống nhất bầu bổ sung trưởng ban đối ngoại Lê Hoài Trung vào ban bí thư Trung ương Đảng. Những điều vừa liệt kê cho thấy trong vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại thời điểm hiện tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra hết quyền uy. Nghĩa là đến lúc này không phải ông Trọng muốn mà được. Đó là lý do tại sao kế hoạch nhân sự chủ chốt của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư và các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cho Đại hội Đảng khóa 14 đã phải bỏ dở để bàn tiếp sang các hội nghị Trung ương sau. Qua hội nghị Trung ương 8 cho thấy uy tín của Tổng Bí thư đã giảm sút nghiêm trọng chưa từng thấy, là điều có thật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với đánh giá của công luận cũng như giới quan sát chính trị trong và ngoài nước. Trước hội nghị Trung ương 8, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng từ việc chọn nhân sự tùy hứng, phe nhóm chạy trọt, không khoa học và công tâm, dẫn đến hệ khủng hoảng với nhân sự, Đảng lựa chọn đội ngũ của Đảng quá xuất sắc, để rồi nay dân nhìn thấy rõ bộ mặt nhân sự ưu tú của chủ chốt từ các địa phương đến cung đình, đều là một lũ tham quan vô độ, ăn cướp trắng trợn, gây tội ác trời không dung đất không tha qua các đại án như Việt Á, chuyến bay giải cứu IC, vân vân. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Trở lại vấn đề vì sao ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam lại xúc động đến mức sắp bật khóc trước Tập Cận Bình trong vai trò quốc khách của Việt Nam. Kể từ sau đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình ở Trung Nam Hải, ông Trọng đã đả bại được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, buộc ông Dũng phải gạt nước mắt về vườn làm người tử tế. Từ đó, Nguyễn Phú Trọng trở thành người độc quyền khuynh loát, làm mưa làm gió toàn bộ chính trường tại Việt Nam. Cũng hy vọng rằng những giọt nước mắt cá sấu ấy cho chúng ta thấy một tham vọng mới của ông Trọng. Một lần nữa dùng nước mắt để hy vọng ban lãnh đạo Bắc Kinh động lòng ra tay giúp lật ngược thế cờ, để ông Nguyễn Phú Trọng quay tiếp tục ôm ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ tư
vào đầu năm 2026 tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng nghẹn ngào định khóc trước mặt Tập Cận Bình với ý đồ bẩn thỉu gì. Lê Đức Thọ bị Tô Lâm bắt bởi tội quá giàu nhưng không chịu chi để mà chạy án. Tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 10 năm 2023, một số quan chức cấp cao đã bị Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết kỷ luật, trong đó có ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Thời điểm đó, người được cho là có khả năng bị khởi tố, bắt giam ngay sau khi hội nghị kết thúc là cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến. Còn cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ sẽ được hạ cánh an toàn nghỉ hưu ở tuổi ngoài 50 với khối tài sản khoảng 4.000 tỷ đồng. Nhưng cuối cùng mọi việc xảy ra không như đồn đoán. Ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, chỉ bị cách tất cả các chức vụ và được hạ cánh an toàn. Trái lại, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ thì lại bị khởi tố, bắt giam liên quan đến một vụ tham nhũng khác. Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 14 tháng 12 đưa tin rằng Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Bản tin cho biết ông Lê Đức Thọ bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam điều tra về sai phạm trong vụ án của một công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam có tên là Xuyên Việt Oil. Theo tờ báo Tuổi Trẻ Online, Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi. Vẫn theo Trung tướng Tuân Sô, ông Lê Đức Thọ bị bắt trong quá trình cơ quan an ninh điều tra thụ lý điều tra vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Uê và một số cơ quan tổ chức liên quan. Những thông tin vừa kể trên cho thấy những sai phạm trong vụ án mới bị khởi tố hoàn toàn không liên quan tới việc ông Lê Đức Thọ bị kỷ luật do không trung thực, minh bạch về nguồn gốc sở hữu tài sản. Được biết, ông Lê Đức Thọ được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lựa chọn và bổ nhiệm giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bến Tre vào hồi tháng 7 năm 2021 sau Đại hội Đảng khóa 13. Trước đó, ông Thọ có 3 năm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank. Vào thời điểm tháng 6 năm 2023, giới thạo tin đã tiết lộ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng ông Lê Đức Thọ có số tiền gửi tại các ngân hàng ước chừng khoảng 3.000 tỷ đồng. Đó là chưa kể số lượng cổ phiếu có giá trị khoảng hơn 1.000 tỷ đồng nữa. Ông cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Thông tin cũng cho biết ông Lê Đức Thọ là đệ tử của cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, tức Bình Ruồi. Với sự hậu thuẫn của ông Nguyễn Văn Bình, ông Lê Đức Thọ ỷ nhiều tiền đã nhằm nhè vận động để giành ghế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Vì lý do đó, ông Thọ đã bị các thế lực kình địch trong nội bộ của Đảng phang cho đến mức phải chấm dứt sự nghiệp chính trị tại Hội nghị Trung ương 8. Vậy mà vẫn chưa yên, cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ còn bị các thế lực cạnh tranh tìm mọi cách tống được vào tù. Vì nếu để ông Thọ bên ngoài sẽ xảy ra chuyện rắc rối cho họ. Cũng phải xin nhắc lại rằng trước Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa 13 diễn ra vào tháng 10 năm 2023, tờ báo Tiếng Dân cho hay tin hành lang cho biết Lê Đức Thọ phân bua rằng anh ta bị đánh hội đồng, rằng Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đương kim Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, một tay hòm chìa khóa của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Hưng được quy hoạch vào Bộ Chính trị khóa 14 sẽ nắp chức Thường trực Ban Bí thư hoặc Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Đức Thọ cũng nói rằng ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm, ông Nguyễn Văn Thắng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietinbank giai đoạn vào năm 2014-2018 và hiện nay ông Nguyễn Văn Thắng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam. Công luận cũng đang nghi ngờ rằng khả năng cao do ông Lê Đức Thọ cậy phe, cậy cánh của mình đã phát ngôn lộ bí mật, được coi là hành động thách thức dám vuốt râu hùm, nên đã bị các đồng chí hổ báo hơn xé xác, nhất là dám động đến nhân vật tay hòm chìa khóa của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cựu Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cũng vất nhiều bê bối, tuy nhiên ông ta lại được hạ cánh an toàn. Giới thạo tin thì cho rằng ông Lê Đức Thọ tại Hội nghị Trung ương 8 bị kỷ luật cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Bến Tre vì tội quá giàu. Nhưng ông Thọ lại cậy sức mạnh của thế lực chống lưng nên đã không chịu chi để mà chạy cho ông Tô Lâm.
dù rằng Bộ Công an đã ưu ái cho thời gian hơn 2 tháng để mà lo liệu, mà mãi không thấy chạy nên họ phải bắt. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm muốn bắt thì chỉ cần cho lính đi tìm tội. Thế là họ lôi ra cái công ty Xuyên Việt Uê này để mà có cớ bắt luôn. Giống như ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, tội Tây Đình gấp vạn lần Lê Đức Thọ, nhưng biết lo thì vẫn ngon lành cành đào, hạ cánh rất an toàn. Công luận cũng thắc mắc về trách nhiệm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 13, lại chọn sai Lê Đức Thọ có liên quan gì đến khối tài sản vài ngàn tỷ đồng đó hay không? Ai mà biết được mà có ăn cỗ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Lê Đức Thọ bị Tô Lâm bắt bởi tội quá giàu nhưng không chịu chi để mà chạy án. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đê.